Nhà hôm nay thì Kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về cái kết quả trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ BKM Bình Dương trong khuôn khổ là vòng 17 V-League năm 2022. Trận đấu này hiện tại bây giờ tới phút thứ 48 thì bên phía câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn thắng thứ hai, vươn lên dẫn trước câu lạc bộ BKM Bình Dương, và thật sự Hà Nội họ đang còn thể hiện một sức mạnh rất là vượt trội đối với lại là câu lạc bộ BKM Bình Dương. Ở lượt đi thì câu lạc bộ Hà Nội họ đã thắng 3-0 và bây giờ thì mới có đầu hiệp 2 thôi họ đã dẫn trước các câu lạc bộ bên phía BKM Bình Dương với tỷ số là 2-0 rồi, và họ tạo ra rất là nhiều vô số các cái cơ hội cho trước cái khung thành của bên phía BKM Bình Dương. Nói chung là cái tỷ số 2-0 là một cái tỷ số ít đấy, nếu như mà họ mà ghi bàn tốt hơn nữa thì có khả năng là còn rất là nhiều cái bàn thắng nữa nha quý vị, còn rất là nhiều cái bàn thắng nữa. Và bây giờ Tiếng Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn thương Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ Thai TV cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video mới nhất. Xin chào.